Lịch sử cách mạng, kháng chiến của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn nửa thế kỷ qua đã chứng minh trong hầu hết các chiến dịch lớn chống kẻ thù xâm lược, kể từ chiến dịch biên giới năm 1950 đến chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng mùa xuân năm 1975. Ở đâu, lúc nào, thanh niên xung phong cũng góp công góp sức, trí tuệ máu xương và có những hành động anh hùng góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Họ, những thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp vĩ đại, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lập nên những kỳ tích anh hùng, dệt nên những huyền thoại, tô đậm trang sử vẻ vang và xứng đáng là biểu tượng rực rỡ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của phong trào thanh niên yêu nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2022-2024 của cụm thi đua Hội Cựu Thanh niên xung phong, 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Nhằm nâng cao chất lượng công tác bám sát chủ đề năm của hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, cụm thi đua Hội Cựu Thanh niên xung phong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua giai đoạn 2022-2024 với các nội dung: tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu thường xuyên có sinh hoạt định kỳ 4 lần một năm và đạt tỷ lệ ít nhất 2/3 số lượng thành viên có mặt. Về thi đua khen thưởng, tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện sơ kết, tổng kết, công tác hội và phong trào thi đua theo từng chuyên đề 6 tháng, 1 năm. Các hội viên, cựu thanh niên xung phong trong khối thi đua hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện tốt nội dung ký kết phối hợp với đoàn thanh niên các cấp từng năm và từng giai đoạn. Tại hội nghị, cụm thi đua Hội Cựu Thanh niên xung phong 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng thông qua quy chế hoạt động của cụm, góp phần cùng chính quyền giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, phát huy phẩm chất truyền thống thanh niên xung phong, đồng thời cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần xung phong tình nguyện, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương tại mỗi địa phương.
sáng. Đó, đứng thế nào chụp ảnh vậy? Nguyên Chủ tịch Tổng Công hội Hoa Kỳ tổ chức tiệc thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay. Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm nhâm dần, đoàn đại biểu cựu thanh niên xung phong của năm thành phố trực thuộc trung ương đến dân hương dân hoa đồng chí Nguyễn Cảnh tại nhà tưởng niệm. Trong không khí trang nghiêm trọng, đoàn đại biểu cựu thanh niên xung phong của năm thành phố trực thuộc trung ương xin kính cẩn nghiêng mình các nén công hương của các thanh niên đồng chí Nguyễn Cảnh và báo nghệ các thủ liệt sĩ đã nghỉ hưu hàng tuổi. Cô sự sống ấm no hạnh phúc đất nước ngày càng phát triển và đồng chí mặc một phần hồi đây của các đoàn đại biểu thanh niên cựu thanh niên xung phong trong thành phố luôn đổi lại sức khỏe hoàn tất nhiệm vụ mà đảng nhà nước khi từ năm đó để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Cảnh xin kính trọng các đồng chí này một phút tưởng niệm bắt đầu. Mời đoàn đại biểu lên sân luôn.
chúng tôi là thanh niên xung phong, mười năm xưa khoác áo xanh lên đường, trái tim mộng dẫn cho quê hương. Đi nào tiêu tuổi xanh bàn ơi, còn đó những ngày gian khó, trắng đêm sương gió bơ phờ, màu áo dài dầu mưa nắng, vàng trắng sao tình vẫn say. Còn đó tiếng đàn thì hát, sống sang vầng trăng bên rừng, ngày tháng đã mệt chân chân. Cựu thanh niên xung phong đã về dự hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương 2022-2024 ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên cho phép đội văn nghệ quận Hải An thành phố Hải Phòng xin trân trọng gửi tới các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào thắm thiết nghĩa tình đồng đội. Vâng, kính thưa các đồng chí, lịch sử mãi mãi ghi dấu những thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp vĩ đại, sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc, lập nên những kỳ tích anh hùng, dệt nên những huyền thoại, tô đậm trang sử vẻ vang và xứng đáng là biểu tượng rực rỡ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của phong trào thanh niên yêu nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã viết nên ca khúc là Thanh niên xung phong để ca ngợi tinh thần đó. Ngày hôm nay trên sân khấu này, đội văn nghệ xin trân trọng gửi tới tất cả các đồng chí ca khúc là Thanh niên xung phong, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều. Xin trân trọng kính mời các đồng chí cùng thưởng thức. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Xuân Phú, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ninh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Nhưỡng, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Sinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Nam Định. Xin trân trọng giới thiệu bác Trần Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng. Và các đồng chí đại biểu đại diện các ban Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, đại diện các sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các phòng ban thuộc Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, Tổng đội Thanh niên xung phong 13 tháng 5, Công ty Cổ phần Thanh niên, Trưởng ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong Trung đoàn 371 thành phố Hải Phòng, các đồng chí phóng viên Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng, báo Hải Phòng đã dự và về dự và đưa tin chương trình hội nghị. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng các bác, các đồng chí đã về dự chương trình hội nghị ngày hôm nay. Kính thưa các bác, các đồng chí, sau các nội dung đã thực hiện, hội nghị ngày hôm nay gồm các nội dung sau: 1. Phát biểu khai mạc hội nghị; 2. Trình bày các báo cáo và tham luận tại hội nghị; 3. Phát biểu của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo; ký kết chương trình giao ước thi đua năm thành phố; và cuối cùng là bế mạc tổng kết hội nghị. Tiếp theo chương trình, cháu xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Trần Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng lên phát biểu khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Kính thưa các đồng chí cấp thường trực Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh thành phố, kính thưa các vị đại biểu và khách mời, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Ủy ban nhân dân năm thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thống nhất với thường trực Hội Cựu Thanh niên xung phong năm thành phố nói trên và được sự đồng ý của đoàn chủ tịch Trung hội Thanh niên xung phong Việt Nam và của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, hôm nay tại thành phố cảng hoa phượng đỏ đầy nắng và gió, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu, các vị khách quý về dự hội nghị Cựu Thanh niên xung phong giữa các tỉnh thành phố tại thành phố Hải Phòng. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí. Kính thưa toàn thể các đồng chí, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí đại diện của các ngành về dự hội nghị hôm nay của chúng ta là một điều rất vui mừng và phấn khởi. Các đồng chí thay mặt cho các ban của đảng, như ban dân vận, các sở lao động thương binh xã hội, thường trực thành đoàn, bộ chỉ huy quân sự thành phố, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, các đồng chí nguyên là trưởng ban thanh niên xung phong trung ương qua các thời kỳ, lãnh đạo các công ty thanh niên xung phong, xí nghiệp thanh niên xung phong, các đơn vị thanh niên xung phong thuộc Hội Thanh niên xung phong Hải Phòng quản lý, đã mang về Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh thành phố một tinh thần mới, khí thế mới, mãi mãi tuổi 20 năm xưa, với sự đoàn kết nhất trí, chia sẻ, động viên, thể hiện sự tri ân sâu nặng với các thế hệ cựu thanh niên xung phong với một niềm tin và khí thế mới. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các vị khách quý, trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cựu thanh niên xung phong tại mỗi địa phương đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Vì vậy, hội nghị cụm thi đua lần này tại Hải Phòng là dịp để chúng ta đúc kết lại kinh nghiệm thực tế trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện với vai trò nhân chứng lịch sử và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến bảo vệ dân tộc. Đây là một dịp để Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giao lưu nhằm tăng cường mối đoàn kết, niềm tự hào về danh hiệu Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng, để làm tốt vai trò nghĩa tình đồng đội
và lấy mốc ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng 15 tháng 7 hàng năm để chúng ta tổ chức gặp mặt và ký kết giao ước thi đua. Tại ngày này, chúng ta sẽ nghe báo cáo tham luận của các đồng chí trong hoạt động với các tổ chức xã hội trong hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đặc biệt, hội nghị sẽ nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung hội Thanh niên xung phong Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, với thời lượng làm việc tại hội trường có 1/2 ngày, đòi hỏi mỗi đại biểu chúng ta phải nêu cao tinh thần xung phong, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận để trao đổi một cách thiết thực những vấn đề đặt ra đối với tổ chức hội và phong trào thanh niên xung phong Việt Nam tại mỗi đơn vị để bàn lại những giải pháp, những kiến nghị với đoàn chủ tịch Trung hội Thanh niên xung phong Việt Nam để báo cáo với chính phủ và các cấp ủy về cả cơ sở vật chất, chính sách đối với cựu thanh niên phong, về độ tuổi, về thù lao và đối với người làm công tác cán bộ hội nhằm tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực trong hoạt động của hội tại mỗi địa phương để thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử và vì cái tình đội phấn đấu không để sót hội viên cựu thanh niên phong nào chưa được công nhận hưởng các trợ cấp chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Với tinh thần đó, thay mặt Hội cựu thanh niên xung phong Hải Phòng, đơn vị tổ chức hội nghị, tôi xin khai mạc hội nghị năm thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa các đồng chí, về dự với hội nghị ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Văn Lĩnh, nguyên Ủy viên Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, thành phố Hải Phòng khóa 2, khóa 3, về dự hội nghị đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chúc mừng bác. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cách đây 72 năm, ngày 15 tháng 7 năm 1950, Bác Hồ đã chỉ đạo Đảng đoàn, Ban Thanh văn Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức đội thanh niên tập trung dài ngày để phục vụ kháng chiến và kiến quốc. Khi kháng chiến thành công, lấy tên là đội thanh niên xung phong công tác. Quyết định lịch sử ấy đã khai sinh ra đội thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong lịch sử nước nhà, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và lực lượng thanh niên xung phong nói riêng đã hy sinh tuổi thanh xuân với bao gian khổ, đau thương và mất mát, nhưng vô cùng oanh liệt, vẻ vang và rất đáng tự hào. Những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã khắc họa đậm nét hình ảnh của thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, anh dũng và bất khuất. Thực tiễn 72 năm qua đã chứng minh vai trò và ý nghĩa to lớn của tổ chức thanh niên xung phong trong việc phát huy, giáo dục, rèn luyện thanh niên. Bác Hồ đã gọi thanh niên xung phong là trường học. Đây thực sự là một phương thức đào tạo, rèn luyện cán bộ của Đảng, là phương thức tổ chức, phương thức hoạt động, giáo dục sâu sắc của đoàn thanh niên trưởng thành trong chiến đấu và lao động. Nhiều cán bộ hội viên thanh niên xung phong đã trở thành những người lao động giỏi, các cán bộ gương mẫu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, hòa bình lập lại ở miền Nam, trên 1 vạn thanh niên xung phong tập trung từ chiến trường và hàng chục nghìn thanh niên xung phong tình nguyện ở các địa phương tiếp tục lao vào thực hiện nhiệm vụ hàn gắn những vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng các cơ sở công nghiệp. Trong thời bình hiện nay, Hội cựu thanh niên xung phong các cấp đã luôn phát huy tinh thần xung kích trên mọi mặt trận, luôn làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử và về lễ tình đồng đội. Về dự hội nghị ký kết chương trình năm thành phố ngày hôm nay, chúng cháu xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu là chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong các tỉnh thành phố lên tham luận báo cáo tại hội nghị. Tiếp theo chương trình, cháu xin trân trọng kính mời bác Hoàng Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Chánh Văn phòng Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng nên trình bày báo cáo tham luận tình hình thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên xung phong tại thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Hội cựu thanh niên xung phong ở 5 tỉnh thành phố và 5 tỉnh bắc về dự hội nghị hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng về cùng với dự hội nghị cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị hôm nay, được phép thay mặt ban chấp hành Hội cựu thanh niên xung phong này, phòng tôi xin báo cáo thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết chính sách đối với cựu thanh niên xung phong tại thành phố Hải Phòng
và nghĩa tình đồng đội. Kính thưa các đồng chí, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hải Phòng được thành lập theo quyết định 192 QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Đến nay có 19.084 hội viên trên 19.777 cựu thanh niên xung phong đang sinh hoạt tại 13 quận huyện và 206 xã phường thị trấn. Qua hai huyện là Cát Bà và Bạch Đông Vĩ là không có hội viên cựu thanh niên xung phong và không có hội. Tính đến ngày tháng 5 năm 2022, tổng số hội viên của thành phố Hải Phòng hiện còn 14.560 hội viên đang sinh hoạt. Từ khi thành lập đến nay, hội luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm của thành ủy, ủy ban nhân dân, hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, triển khai thực hiện mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cựu thanh niên xung phong cấp thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Về đặc điểm tình hình thuận lợi, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp hỗ trợ của các ban ngành của thành phố có liên quan trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách của nhà nước cho cựu thanh niên xung phong các thời kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Hội cựu thanh niên xung phong thành phố đã cùng các hội quận huyện phối hợp với địa phương các ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc kê khai thủ tục hồ sơ. Về khó khăn, phần lớn cựu thanh niên xung phong đều cao tuổi, sức khỏe yếu, trí nhớ suy giảm, đi lại khó khăn, thời gian quá lâu nên việc kê khai hồ sơ hết sức khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý của anh chị em. Nhiều cựu thanh niên xung phong vì những yếu tố khách quan chủ quan khác nhau đã mất hết giấy tờ hồ sơ nên được thực hiện thủ tục giải quyết chế độ. Các cựu thanh niên xung phong mất nhiều công sức, thời gian xác minh. Hai lớn là kết quả thực hiện. Một nửa là công tác giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Từ khi thành lập đến nay, tính đến tháng 5 năm 2023, thân nhân cựu thanh niên xung phong qua đời được hưởng trợ cấp. Quyết định số 2 được 7.725 trường hợp, trong đó có 533 thân nhân cựu thanh niên xung phong qua đời được hưởng trợ cấp. Việc giải quyết chế độ chính sách cho 17.796 cựu thanh niên xung phong không có trường hợp nào sai sót, khiếu nại, tố cáo. 100% cựu thanh niên xung phong được hưởng bảo hiểm y tế và mai táng phí. 191 người được hưởng trợ cấp hàng tháng. 121 người được công nhận là liệt sĩ. 102 người bị nhiễm chất độc da cam. Đưa được 48 bộ hải cốt đồng đội về an táng tại nghĩa trang địa phương. Đã tổ chức tiễn đưa 4.700 hội viên cựu thanh niên xung phong qua đời theo đúng nghi thức của hội quy định. Thực hiện phong trào nuôi yêu đất do Trung ương hội phát động đã giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo. Hội cựu thanh niên xung phong các quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh nên trình bày tham luận với nội dung vai trò nhân chứng lịch sử và công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa đồng chí lãnh đạo của thành phố Hải Phòng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo thường trực Hội của thanh niên phong năm thành phố và các tỉnh bạn, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của ban dân vận thành ủy, thành đoàn, mặt trận tổ quốc thành phố, sở ban ngành thành phố Hải Phòng, kính thưa đặc biệt kính thưa đồng chí chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Lý Trần Sáng, kính thưa quý đại biểu, đoàn đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự, vui mừng được dự hội nghị này, được dự hội nghị ngày hôm nay và rất xúc động được gặp lại các đồng chí lãnh đạo cựu thanh niên xung phong và những đồng chí đồng đội thanh niên xung phong một thời gian có. Thay mặt cán bộ hội viên của thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhất là xin cảm ơn các đồng chí Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng đã tạo điều kiện để chúng ta họp mặt ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, từ ngày thành lập, được sự lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, triển khai và thực hiện đầy đủ chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đối với người có công.
phong và thanh niên phong các thời kỳ đã và đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Về đặc điểm tình hình chung, về quyền lợi, được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện chế độ chính sách của nhà nước cho cựu thanh niên phong các thời kỳ, có sự phối hợp hỗ trợ các sở ngành có liên quan trong việc hướng dẫn xem xét hồ sơ cho các đối tượng được hưởng chế độ chính sách của người có công là cựu thanh niên phong. Thành hội cùng hội cựu thanh niên phong quận huyện đã phối hợp với địa phương và các ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong hồ sơ thủ tục. Về khó khăn, đa số cựu thanh niên phong đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, trí nhớ có hạn chế nên việc kê khai theo mẫu hướng dẫn hết sức khó khăn, phải làm đi làm lại nhiều lần, ảnh hưởng đến tâm lý của đen. Nhiều cựu thanh niên phong mất hồ sơ giấy tờ vì vậy khi thực hiện thủ tục giải quyết chế độ cho cựu thanh niên phong mất rất nhiều công sức. Về công tác giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên phong, thưa các đồng chí, tính đến cuối năm 2021, các cấp hội của thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, xác nhận phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách còn đối với cựu thanh niên phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được 105 trường hợp theo quyết định 104 của Thủ tướng, 175 trường hợp theo quyết định 290 của Thủ tướng. Đại dịch Covid-19 thứ tư tràn về thành phố Hồ Chí Minh ập đến tất cả 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, làm cho hàng trăm nghìn người nhiễm bệnh, hàng chục nghìn người đã bị cơn đại dịch rút đi sinh mạng. Trong đó có hội viên của thanh niên phong của thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là có trên 230 người nhiễm Covid và có 40 đồng chí đã tử trận. Đó là những cái tổn thất to lớn. Đồng cảm với những mất mát, đau thương và những khó khăn của hội viên cựu thanh niên phong thành phố Hồ Chí Minh trong đợt Covid vừa qua, với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời và tấm lòng nghĩa tình đồng đội cao đẹp, hội cựu thanh niên phong thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ kịp thời của các đồng chí. Xin trân trọng kính chào. Hội Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố, lên trình bày tham luận. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay về dự lễ ký kết của năm tỉnh trong cả nước, tôi xin gửi lời chúc của Cựu Thanh niên xung phong và cá nhân tôi đến tất cả các vị lãnh đạo, các vị đại biểu. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Báo cáo thành tích của Hà Nội và cố gắng của Hà Nội cùng với tất cả các tổ chức các hội trong ban đảng để xây dựng một cái phong trào cựu thanh niên phong cả nước ngày càng mạnh, xứng đáng với lòng tin của đảng, của nhà nước, của quốc hội tặng cho chúng ta cái huy chương thanh niên xung phong vẻ vang sắp tới. Để xin lần nữa xin trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe của những hội viên, các đồng chí lãnh đạo của thành phố và các tỉnh bạn. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa từ năm 1997 đến nay, khóa 15, nguyên bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Sáng, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân, nguyên bí thư chủ tịch hữu nghị Việt Nam Campuchia, cùng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí đại biểu của các sở ban ngành đoàn thể của thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong năm thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, cùng các đồng chí chủ tịch Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, các đồng chí lãnh đạo của Ban Liên lạc truyền thống của Trung ương. Kính thưa các đồng chí cán bộ trong Ban Thường vụ Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng và các đồng chí cán bộ Cựu Thanh niên
đại diện cho các quận, huyện trực thuộc thành phố Hải Phòng. Thay mặt cho cán bộ hội viên cựu thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ, xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo trung ương hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo đại biểu các sở ban ngành của thành phố và toàn thể các đồng chí tại hội nghị hôm nay, lời chúc sức khỏe và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, hội cựu thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 2382 QĐ-CT UB ngày 14 tháng 7 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Địa chỉ hiện nay cơ quan số 29 Hồ Xuân Hương, phường Thế Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số người tham gia thanh niên xung phong qua các thời kỳ trên 5.000 người. Sau khi tách tỉnh chuyển về Sóc Trăng, Hậu Giang và một số địa phương khác, hơn 3.500 người. Hiện còn 1.593 thanh niên xung phong. Số thanh niên xung phong hội viên đã vào hội đạt 19%, cư ngụ tại 79/85 xã phường và trên 9 quận huyện. Năm 2024, hội cựu thanh niên xung phong chúng tôi sẽ tiếp tục 2024 sau hội nghị của tại Hà Nội thì chúng tôi sẽ đăng ký hội nghị là năm thành phố tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Về đề xuất và những kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo của Trung ương và thông qua các đồng chí cho tôi gửi lời chúc sức khỏe gia đình các đồng chí có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Trung hội cựu thanh niên xung phong và nhiệm vụ của Đảng, chính quyền địa phương giao phó năm 2022 và các năm sau. Xin cảm ơn các đồng chí, xin trân trọng kính chào. Kính thưa đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các hội và doanh nghiệp thanh niên của thành phố Hải Phòng về dự hội nghị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và đại biểu hội cựu thanh niên xung phong năm thành phố lớn của cả nước. Kính thưa các đồng chí đồng đội cựu thanh niên xung phong. Vinh dự cho chúng tôi được thay mặt và đại diện cho cụm hội cựu thanh niên xung phong 6 tỉnh Việt Bắc và ban liên lạc cựu thanh niên xung phong chiến khu Việt Bắc được đến thành phố Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ, thành phố cảng anh dũng kiên cường trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thành phố nổi danh miền đất địa linh nhân kiệt của miền duyên hải để dự hội nghị hội cựu thanh niên xung phong năm thành phố lớn của cả nước tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Trước tiên cho phép tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các đồng chí đồng đội cựu thanh niên xung phong lời chào trân trọng, lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, thành đạt trong công tác, thành đạt trong cuộc sống, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Trung ương Hội, các đồng chí đại biểu và các đồng chí đồng đội cựu thanh niên xung phong mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị hội cựu thanh niên phong năm thành phố lớn của cả nước thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo thành phố của thành phố Hải Phòng, thưa các đồng chí làm đơn vị cùng toàn thể các đồng chí đại biểu về sự hội nghị hôm nay tôi thay mặt ban thường vụ hội cựu thanh niên xung phong Quảng Ninh dự hội nghị ký kết thi đua của 5 thành phố lớn nhất cả nước. Thì theo giấy mời của thường trực thành ủy hội Hải Phòng, không chỉ bởi vì cái quan hệ giữa hai
hai địa phương giáp danh có cái lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, mà ngay trong bản thân nữa hội ở cái thanh niên xung phong Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng cũng còn có những cái duyên lợi, mà như vừa rồi đồng chí làm công tác tổ chức có giới thiệu thì tính là tôi sẽ nói sau. Tuy nhiên thì dù sao thành ở đây cũng là một cái dịp mà tôi được dự một cái hội nghị của các địa phương và cũng rất là mong mỏi học tập từ các đồng chí một số kinh nghiệm, bởi vì tôi mới làm chủ tịch hội được đến tháng này là tháng thứ 6, cho nên là cũng rất là mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí. Kính thưa các đồng chí, hiện nay thì Quảng Ninh thì còn 2.000 hội viên hội thanh niên xung phong của các thời kỳ, của các cái đối tượng thuộc 371. Bởi báo cáo các đồng chí là các đồng chí đều biết là lực lượng 371 theo chỉ thị 371 của Thủ tướng Chính phủ, cả nhân dân và thanh niên ra ngoài đó rất đông, khoảng gần 100.000 người thôi chứ không phải. Nhưng mà trong đó thì lực lượng thanh niên là 6.000. Thế nhưng mà đến khi mà chúng ta thành lập, chúng ta thực hiện cái vành đai trắng ở biên giới thì đưa dân về phía trong này, một số lực lượng thanh niên thì chuyển vào Lâm Lâm Trường làm việc, thì khi mà ra lại danh sách là không có tên, cho nên là không thực hiện chế độ, không thực hiện chế độ. Hải Phòng gửi ra nhưng mà không có danh sách, rồi thì cái danh sách đó thì cũng lại vừa thừa vừa thiếu, thiếu những người đang có mặt ở đấy nhưng lại thừa những cái người mà không đúng đối tượng. Cho nên là tới đây là tôi với đồng chí Hoàng, sau khi mà tôi củng cố lại cái hoạt động của hội cựu thanh niên xung phong Quảng Ninh một chút, thì tôi với đồng chí Hoàng sẽ phải có một buổi làm việc với nhau, với đồng chí là các đồng chí này, đây là cái chuyên lợi của tôi với Hải Phòng. Và còn nữa, còn một số những cái nội dung nữa, ví dụ như lực lượng cũng là theo 371 cũng là thanh niên, nhưng mà người thì được, người thì không. Việt Nam kính chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí để dự hội nghị hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong thời gian qua công tác hội thanh niên xung phong luôn được Trung ương Hội quan tâm chỉ đạo. Về dự hội nghị ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, cháu xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Vũ Trọng Kim, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lên phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo khu phố, lãnh đạo của ban dân vận, lãnh đạo mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí đại diện, các đồng chí là khách mời và thưa tất cả các đồng chí đồng đội của mình. Vì hôm nay là nó xúc động mạnh cho nên tôi có mấy câu thơ đọc trước các đồng chí, và đọc xong thì các đồng chí vỗ tay cho tôi mừng. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dưới cờ kết giao hoa phượng đỏ, thành phố vẫy chào lớp sau lớp trước cứu trào thanh niên xung phong. Lần này gặp gỡ nao lòng, nghĩa sâu tình nặng, cùng mong tiến về hạt giống cách mạng tay em, trong lòng lớp trẻ nêu gương theo Bác Hồ. Bác Hồ kính yêu của chúng ta chỉ đạo lập ra cái đội thanh niên xung phong đầu tiên, bác Nguyễn Anh Dũng vừa nhắc tới, ngày 15 tháng 7 tại Núi Hồng đại tụ thanh niên. Tính đến hôm nay thì chúng ta còn 22 ngày nữa là kỷ niệm ngày ra đời 72 năm của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Cái hoạt động của chúng ta hôm nay cũng nhằm hướng tới cái phát huy cái truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam ở đâu. Thưa các đồng chí, Hải Phòng của chúng ta được vinh dự là các đồng chí lãnh đạo thành phố cho phép để chúng ta tổ chức cái hội nghị lần thứ nhất
thi đua ở đây. Mà như các đồng chí biết, ở Hải Phòng, thành phố hoa cờ đỏ đẹp lắm rồi. Nhưng cái đẹp nhất trong tâm hồn mọi người đó là thành phố cảng chiến đấu gian nan và anh dũng. Lực lượng thanh niên xung phong cũng ra đời trong các cái thời kỳ kháng chiến sau năm 75 chống cái quân bình chướng phía Bắc, lực lượng thanh niên xung phong chúng ta có mạnh. Và cũng có điều đặc biệt là thanh niên xung phong ra đảo đáo quân trọng viện anh hùng. Nếu các đồng chí nghe bài ca về đảo quân trọng viện thì chúng ta sẽ thấy đấy là những tấm lòng của người dân Hải Phòng, của người thanh niên xung phong Hải Phòng đi xây dựng và bảo vệ cái đất nước của chúng ta trong những ngày tới. Niềm vui nữa trong hôm nay của chúng ta ở đây thì chúng ta được vui mừng là gặp gỡ và chúc sức khỏe. Tôi xin mời anh hết rồi để các anh trẻ thêm bao nhiêu tuổi là anh Trần Sáng, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, nguyên là bí thư thành đoàn Hải Phòng. Anh cho cổ tay những trẻ chúc sức khỏe và gặp gỡ lại anh Vĩnh, nguyên chủ tịch Hải Phòng. Rồi kính lão cao niên là anh Nguyễn Anh Dược và đại phát biểu và đi lên đi xuống là phải mặt lắm. Như thế nên là chủ tịch của hội tỉnh Lạng Sơn. Rồi anh Nguyễn Mạnh Thuy vừa mới cắt dạ dày đồn là ung thư năm ngoái, bây giờ khỏe không có ung thư gì cả. Và anh Tư Phong thành phố Hồ Chí Minh, anh Quốc Phong Hà Nội, rồi các anh chị như anh Sinh, anh Phong, rồi các anh Nam Định, Quảng Ninh, rồi có mặt rất là đông đủ mà thấy rất là khỏe mạnh, thậm chí là cường tráng. Xin vỗ tay chúc mừng sức khỏe các anh. Nhưng mà điều đặc biệt hôm nay á thì tôi xin là chúc mừng sức khỏe của anh Phạm Xuân. Em xin anh Phạm Xuân đứng lại sao tôi sẽ là anh Phạm Xuân. Hồi nãy tôi theo dõi là chưa giới thiệu anh là nguyên là trưởng ban thanh niên xung phong lao động trẻ của trung đoàn trong những năm 80-90 của thế kỷ 20. Và còn nữa anh Ba, anh Ấn và một số anh chị nữa cũng thế kỷ 20 qua thế kỷ 21 là sống rất khỏe và như thanh xuân. Anh Ba đâu anh Ba? Ôi anh đông lắm. Hôm nay gặp gỡ của chúng ta là các thế hệ thanh niên xung phong chứ không chỉ năm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh Âu Bình, tức là mở rộng rồi. Mở rộng thì các anh, tôi không thấy các chị, các anh đã phát biểu ở đây mang tính chất tọa đàm, trao đổi những kinh nghiệm, những kết quả, những cái bài học rút ra từ hoạt động thực tiễn. Không chỉ là các anh học tập lẫn nhau mà trung ương hội cũng học tập cái điều mà các anh vừa nói ra. Đấy là cái ý nghĩa sâu xa của chúng ta là trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau và hứa với nhau, tức là ký là hứa với nhau để làm tốt cái nhiệm vụ trong thời gian tới. Đấy là điều mà tôi nghĩ là rất là quan trọng. Thế thưa các đồng chí, với cái tinh thần này thì là cùng chúng ta cùng năm tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là mô hình thứ hai. Mô hình thứ nhất được đồng chí lên ông Nguyễn Anh Dưỡng là trình bày một cách rõ ràng đầy đủ. Các đồng chí vừa nghe cái mô hình này của các tỉnh chiến khu Bắc Cao, Bắc Lạc,
Thái tuyên hành là giữ đều cái sinh hoạt tù và sinh hoạt có cái nội dung rất phục vụ, rất hấp dẫn và rất ý nghĩa. Thế thì đây chúng ta đây là mô hình tuyên hành, chứ còn các cuộc khác thì trung ương không bắt buộc. Đây là hoàn toàn tự nguyện. Hôm nay chúng tôi xuống tay cùng với các đồng chí dự đây là các tỉnh thành ở trung ương này, kể cả miền Bắc, các tỉnh miền Bắc, kể cả chúng ta nhận được từ Quốc hội ngày 16 tháng 7 vừa qua. Lúc 14 giờ 44 phút Quốc hội ấn nút để biểu quyết thông qua cái việc quyết định bổ sung cái điều 96 trong luật thi đua khen thưởng bổ sung, thì điều 96 cũng là điều cuối cùng của cái bản cái luật thi đua khen thưởng. Các đồng chí biết không, 14 giờ 44 phút và có 444 đại biểu, tại sao có nhiều con số như thế? Tôi trong người nổi da gà, không biết tại sao lại như thế. Con số của những người đã đi xa, sinh lão bệnh tử, phải chăng các liệt sĩ đã có mặt nơi đây? Hôm đó tôi cảm động vô cùng. Vài chỉ phút sau thôi, phút 45 là tôi đã bấm lên Zalo và gửi đi cho hệ thống mọi cả nước. Thì chúng tôi quy ước với nhau có một cái Zalo được là kết nối đồng thuận. Thì sau đó một phút, bởi vì tôi chuẩn bị nội dung trước mình, tôi chỉ chờ đến là có số liệu, là tôi cho số liệu cho đồng thắng đi, kể cả bên này. Thấy các đồng chí chúc mừng nhiều lắm, lên một hồi là nó thấy 300-400 là cái like này của bạn, chứng tỏ là các đồng chí ao ước mong muốn lâu. Thậm chí thanh niên xung phong chống Pháp bây giờ 90 tuổi rồi mới sẽ nhìn thấy cái tấm huy chương thanh niên xung phong mẹ vàng, cái tấm huy chương là do nhà nước trao tặng. Còn tất cả những cái trước kỷ niệm chương là của đoàn thanh niên và của tổ chức mình thôi, nhưng mà bây giờ cái chính thức là khó của nhà nước. Đấy là cái cuộc mà thi công để thuyết trình, để đề nghị hơn chục năm. Thế tới năm 16 là bắt đầu khởi động công tác. Sau năm 17 là ban bí thư cho ý kiến. Các đồng chí biết không? Vừa rồi thì chính phủ trình qua quốc hội thì còn nói rằng là chỉ ai đi 2 năm trở lên tại ngũ thì mới được cái cơ thành kỷ niệm chương, cái kỷ niệm mà cái quy chương thanh niên xung phong đại bàng hay là còn á liệt sĩ phải là 1 năm. Thế thì anh em chúng tôi là trình bày của quốc hội, tôi nói liệt sĩ thì không tính nhờ những ngày cung thần pháp còn chết là coi như là liệt sĩ rồi, mà liệt sĩ là một chính sách quý cao quý vô cùng của đảng nhà nước chúng ta mà đã tặng cho thanh niên xung phong hy sinh. Các đồng chí, thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ và hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Nam Định có món quà tặng hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời bác Trần Quốc Phẩm, chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ lên tặng quà, và xin mời bác Trần Hoàn, chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng lên nhận quà. Xin trân trọng kính mời các bác.
văn hóa cả. Đồng chí đại biểu đại diện cho Hội Cựu Thanh niên Xung phong năm thành phố lên sân khấu để ký. Hội nghị chúng ta rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã về chủ trì và chỉ đạo hội nghị của chúng ta từng qua nay. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên Xung phong năm thành phố và các tỉnh bạn, xin chân thành cảm ơn sự có mặt và bài phát biểu quan trọng của đồng chí Vũ Trọng Kim. Chúng tôi xin hứa là sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến mà đồng chí Vũ Trọng Kim đã chỉ đạo và để đưa vào chương trình hoạt động của Hội Cựu Thanh niên Xung phong năm thành phố trực thuộc trung ương. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đồng chí Vũ Trọng Kim, chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ và thành công. Thưa đoàn đại nghị, thành công của hội nghị Cựu Thanh niên Xung phong năm thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Nam Định tại thành phố Hải Phòng lần này thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền thành phố Hải Phòng, của các địa phương, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan, của tổ chức đoàn, của các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn, tổng đội thanh niên xung phong, ban thanh niên xung phong trung ương qua các thời kỳ, những người đã luôn sát cánh dành sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ cũng như đóng góp nhiều ý kiến, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển phong trào thanh niên xung phong của cả nước nói chung và phong trào thanh niên xung phong mỗi thành phố nói riêng. Với sự nỗ lực, nhất trí, đồng thuận và tích cực đầy trách nhiệm của các đồng chí chủ tịch năm thành phố và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã dành thời gian về chủ trì dự hội nghị và phát biểu tại hội nghị. Cảm ơn các vị đại biểu thay mặt cho các ban của Trung ương qua các thời kỳ, các sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, chủ tịch Hội Cựu Hữu nghị Việt Nam Campuchia, tổng đội thanh niên xung phong, đài phát thanh báo truyền hình phòng. Cảm ơn nhà cách thành phố, các nhà tài trợ, các đơn vị đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng hội nghị để hội nghị chúng tôi thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các vị có mặt tại đây sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi tuyên bố bế mạc hội nghị tại đây. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Chúng tôi là thanh niên xung phong, nắm giữ khoác áo xanh lên đường, trái tim mộng dân cho quê hương, đi nào tiêu tuổi xanh bàn tôi. Còn đó những ngày gian khó, trắng đêm sương gió bơ phờ, màu áo dài dầu mưa nắng, vàng trắng sao tình vẫn say. Còn đó tiếng đàn tiếng hát xôn xao vầng trăng bên rừng, ngày tháng đã mềm chân cứng, ngàn muôi ra rừng vẫn vui. Chúng tôi là thanh niên xung phong, nắm giữ vác áo xanh lên đường, trái tim hồng dâng cho quê hương, đi nào tiếng